Welcome Las Vegas. Và đây chính là nhà hát The Fear, 2 tỷ đô, tương đương với 50.000 tỷ Việt Nam đồng để xây dựng cái công trình vĩ đại này. Đây là một trong những nhà hát có những công nghệ tiên tiến bậc nhất thế giới hiện nay và chắc chắn nó đứng đầu. Và hôm nay tôi đã có mặt ở nơi đây để review cho tất cả các bạn xem nhà hát nó hoành tráng và nó kinh điển như thế nào. Đây là một trong những nhà hát mà trong thời gian vừa qua được rất nhiều giới bộ điệu mong ước được check in tại nhà hát này. Và hôm nay Vũ Khắc Thiệp đã có mặt lần từ Mỹ lần này. Mục đích chính là thưởng thức show này vì Tiệp là một trong những người rất yêu những công nghệ hiện đại, rất yêu những cái show hoành tráng trên thế giới. Oh my God. All right. Okay. Yeah, you guys are very nice. This is our first time to the Sphere. Really? Yeah. Come in. All the way from Vietnam. Oh, really? Uh-huh. Coming here just for the Sphere. It's a Japanese thing. Wow. Beautiful. Yeah. But you look mixed though. I'm mixed, yeah. Right? Yeah. Wow. Mọi người ở đây rất là thân thiện, đúng không anh? Cho khách có một cái tâm trạng rất là hào hứng. Hào hứng, dạ. Yeah. Đó là một trong những dịch vụ tốt 10 điểm không có nhưng ở phút đầu tiên. Yes. Hai người bạn đồng hành cùng với Tiệp trong show The Fear chính là Khá Tiếng Anh và JB. Đây là tầng 2. Trước khi các bạn vào xem show thì các bạn được chiêm ngưỡng một cái không gian được gọi là trí tuệ thông minh nhân tạo. Tất cả các công nghệ ở đây, chúng ta phải nói là wow. VIP Lounge. Nó có đồ ăn và đồ uống cho các bạn trước khi các bạn thưởng thức show. Anh ơi, ơi. Vé của Tiệp mua là vé VIP có cái mức giá là 300 đô. Ngồi ở ngay trung tâm vị trí của quả cầu. Ngồi vị trí này thì các bạn không bị cản được bất kỳ một bóng hình người nào hết. Wow, một vị trí khá là đẹp. Food is excellent. Oh, wow, yeah. You from? I'm from upstate New York. New York? That's yeah, nice to meet you. You too, man. Yeah. Hi, nice to meet you. Everywhere throughout the earth's seas. In the seas, it began. It loved, it yearned. Các bạn ơi, các bạn ơi. Không thể tưởng tượng được show The Fear sở hữu màn hình LED siêu khủng có diện tích lên tới 54.000 m² và được bao phủ bởi 1,2 triệu bóng đèn LED có khả năng phối hàng triệu màu. Hình ảnh 4D siêu 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 thực mang đến cho bạn cảm giác như chính mình đang được trải nghiệm những thước phim đó, rung chuyển và chuyển động cùng những thước phim là có thật nha.
It happened many times. Đây này, cái này đẹp này. That we could call a home. And as it multiplied, how do you feel about it? Amazing. Một show hoàn hảo đến từng chi tiết, xem như kiểu mình đang trải nghiệm những cái cảm giác thật sự. Quá tuyệt vời. Perfect. 60 phút tuyệt vời mang lại cho bạn rất nhiều những giá trị mà bạn không thể tưởng tượng được. Đúng, chỉ có những kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm là những thứ mà mỗi chúng ta cần phải có. Đánh đổi tất cả để có được những trải nghiệm thú vị như thế này thì không bao giờ mình tiếc. Du lịch chính là được sống, một show quá đáng xem và mang lại những giá trị tích cực cho bản thân. I love the fear. Las Vegas luôn là ước mơ của rất nhiều người muốn đặt chân tới. Với cá nhân mình thì Las Vegas chính là paradise, thiên đường. Thành phố không ngủ, thành phố của những giấc mơ và là nơi không có lối thoát. I love Las Vegas.